Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin đặc biệt. NATO chặn máy bay Nga 10 lần trong một ngày. NATO đã 10 lần điều tiêm kích trong vòng 6 giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai để đáp lại các chuyến bay gia tăng bất thường của Nga ở một số khu vực, theo thông báo vào hôm thứ Ba của Liên minh quân sự này. NATO cho biết họ đã chặn các máy bay ở gần không phận của liên minh tại Bắc Đại Tây Dương, Biển Bắc, Baltic và Biển Đen. Hiện chưa có màn đáp trả ngay tức thời nào từ Nga. Nước gần đây cáo buộc NATO đang đi theo đường hướng đối đầu. Tổng thư ký NATO đã thúc giục Moscow nối lại đối thoại. Lời kêu gọi của Jens Stoltenberg tuần trước đã được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hưởng ứng trong chuyến thăm tới trụ sở của Liên minh ở Brussels, nơi ông đề xuất một mối quan hệ với Nga ít nhất là nằm trong dự đoán và ổn định. Theo NATO, máy bay quân sự Nga chưa bao giờ đi vào không phận của các quốc gia thành viên nên họ không truyền phát tín hiệu gì. Và điều này tiềm ẩn nguy cơ đối với các chuyến bay dân sự. Liên minh này nói việc ngăn chặn liên quan đến 6 nhóm máy bay Nga. Các máy bay F-16 của Na Uy được điều động nhanh chóng khi hai chiếc Tu-95 Bear xuất hiện gần bờ biển Na Uy. Các máy bay Nga sau đó bay về phía nam trên biển Bắc, khiến các máy bay của lực lượng không quân Vương quốc Anh và Mỹ phải phản ứng. Hai máy bay ném bom Tu-160 Blackjack sau đó bị không quân Na Uy chặn được. Máy bay đồng minh cũng theo dõi 3 máy bay Nga trên Biển Đen. Một máy bay tuần tra hàng hải của Nga đã bị máy bay Ý chặn đường trên biển Baltic gần Flamingo. Mối quan hệ giữa Moscow và NATO trở nên xấu đi vào năm 2014 khi Nga chiếm Crimea từ Ukraine và các phiến quân do Nga hậu thuẫn chiếm cứ các khu vực ở miền đông Ukraine. Đôi bên càng thêm căng thẳng do tranh chấp về đường ống dẫn khi Nord Stream 2 từ Nga sang Đức bị Mỹ phản đối. Ông Blinken đã cảnh báo rằng bất kỳ công ty nào liên quan đến dự án đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước đã kêu gọi Nga khôi phục đối thoại dưới hình thức hội đồng NATO-Nga, vốn không hề họp mặt kể từ năm 2019. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Gunko nói NATO không thể bỏ được thói quen xem Nga là một mối đe dọa từ phương Đông. Trong khi đó, một lệnh ngừng bắn năm 2020 ở Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của NATO, đã trở lại căng thẳng khi đôi bên đều đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng bạo lực. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Roland Kolchak đã cáo buộc Nga thực hiện một chính sách gây hấn và đưa quân đội Nga đến sát biên giới Ukraine. Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Roland Kolchak hôm 30 tháng 3 cho biết Nga đang tăng cường lực lượng ở gần biên giới ở Ukraine, đe dọa an ninh của nước này. Hãng tin Reuters cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm qua 31 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định sự ủng hộ của Mỹ trước những gây hấn của Nga. Huawei thành thiệt hại nặng do lệnh trừng phạt của Mỹ. Gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Cộng thừa nhận các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên họ vào năm 2019 có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh điện thoại di động. Mỹ đã ra tay với cáo buộc rằng Huawei gây rủi ro về bảo mật vào tháng 7 năm ngoái. Anh Quốc thông báo sẽ loại công ty này ra khỏi việc xây dựng mạng 5G của mình. Tăng trưởng ở những lĩnh vực khác giúp công ty vẫn đạt lợi nhuận về tổng thể. Nhưng chủ tịch Ken Hu khi đề cập đến tác động của lệnh trừng phạt nói với BBC, hành động đó gây ra rất nhiều thiệt hại cho chúng tôi. Huawei cũng tìm cách giải thích thêm về cấu trúc sở hữu của công ty với lập luận rằng sẽ không cho phép nhà nước Trung Cộng can thiệp. Ông Hu mô tả năm 2020 là một năm đầy thách thức với ảnh hưởng đáng kể đến ngành kinh doanh điện thoại di động và tăng trưởng doanh thu bị chậm lại. Ông Hu nói
các biện pháp hạn chế đã gây tổn hại cho các nhà cung cấp Mỹ và người tiêu dùng toàn cầu cũng như Huawei. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tình thế rất không công bằng, ông nói với BBC trong một cuộc họp báo. Đáp lại, công ty đã dự trữ con chip, đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển cũng như đa dạng hóa nguồn cung. Công ty cũng được cho là đang tự phát triển sản xuất chip của riêng mình tại Trung Cộng, xây dựng năng lực trong nước để sản xuất chip tân tiến nhất hiện đang là ưu tiên hàng đầu của Trung Cộng. Hiện đang có tình trạng thiếu hụt chip trên toàn thế giới. Và ông Hu kêu gọi suy nghĩ lại và xếp xét lại chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu hóa. Nhà chức trách Hoa Kỳ lập luận rằng việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei sẽ khiến các quốc gia rơi vào khả năng bị nhà nước Trung Cộng truy cập dữ liệu hoặc nguy cơ dễ bị ngắt mạng. Ông Biden công bố đề xuất gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố đề xuất gói cứu trợ cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD vào hôm 31 tháng 3. Tổng thống Biden đã công bố gói đề xuất cứu trợ hạ tầng cơ sở hơn 2 tỷ vào hôm qua 31 tháng 3 trong bối cảnh chính quyền của ông đang chuyển qua kế hoạch phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Kế hoạch hơn 2.000 tỷ được phân bố trong 8 năm và sẽ tăng thuế doanh nghiệp lên 28%, xóa bỏ việc giảm thuế đối với nhiên liệu hóa thạch để tài trợ cho kế hoạch này. Tòa Bạch Ốc cho rằng đợt thu thuế này sẽ thu về hơn 2.000 tỷ trong vòng 15 năm. Tổng thống Biden gọi đây là tầm nhìn để tạo ra một nền kinh tế mạnh nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất thế giới, thúc đẩy lợi ích an ninh của thế giới và đưa Mỹ vào vị thế giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Cộng trong những năm tới, và hàng triệu công việc làm có thu nhập tốt đang trên đường tới Mỹ. Ông Biden cho hay, khoảng 20.000 dặm đường cao tốc, đường xá trong các thành phố đang xuống cấp và khoảng 10.000 cây cầu sẽ được hiện tại đại hóa. Một mạng lưới điện hiện đại hoàn toàn sạch, đồng thời tạo ra khoảng 500.000 trạm sạc điện cho xe hơi. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.